Khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang trong những ngày có thời tiết đẹp với nhiệt độ vừa phải. Những ngày cuối năm, thêm một đợt không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt càng giảm. Bây giờ là diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay 27 tháng 12 và ngày mai 28 tháng 12. Phía Bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía Bắc huyện Xuyên Mộc. Mây thay đổi, đêm không mưa, nhiệt độ 21 đến 23 độ. Ngày mai trời nắng yếu, nhiệt độ 29 đến 31 độ, độ ẩm 73 đến 78%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía Nam huyện Xuyên Mộc. Đêm không mưa, nhiệt độ 21 đến 23 độ. Ngày mai trời nắng yếu, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 28 đến 30 độ, độ ẩm tương đối 73 đến 78%. Huyện Côn Đảo đêm không mưa, nhiệt độ 21 đến 23 độ. Ngày nắng yếu, nhiệt độ 27 đến 29 độ. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm tương đối 72 đến 77%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu từ Vũng Tàu đến Côn Đảo, hôm nay không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, cấp 6, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 28 tháng 12 năm 2022, nước lớn mức cao nhất 415 cm vào lúc 3 giờ 30 phút và nước ròng mức thấp nhất 70 cm lúc 11 giờ 15 phút. Kết quả quan trắc về độ ô nhiễm bụi khói, khí thải trong ngày ở tất cả các huyện, thị, thành phố trong tỉnh ghi nhận ở ngưỡng trung bình. Mật độ bụi cao là nguyên nhân chính khiến chất lượng không khí những ngày gần đây kém an toàn. Với ba khu vực đặc thù nhất của tỉnh, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, chỉ số chất lượng không khí AQI đo được tại các trạm quan trắc tự động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều 27 tháng 12 như sau. Tại trạm quan trắc ngã tư giếng nước thành phố Vũng Tàu, chất lượng không khí đo được ở mức 61, mức trung bình. Chất lượng không khí đo được tại trạm quan trắc trường tiểu học Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ vẫn duy trì ở mức trung bình với chỉ số AQI là 72. Và chỉ số chất lượng không khí đo tại trạm quan trắc ngã tư đường Phan Đăng Lưu và đường 27 tháng 4, thành phố Bà Rịa cũng ở mức trung bình 67.